Mình thấy có rất nhiều mẹ inbox hỏi mình là giữa dòng tin giả Ultrasoft và Ultra-E thì khác nhau như thế nào, và hai dòng này thì con yêu sẽ dễ hợp tác loại nào hơn. Hãy cùng mình trả lời hết những thắc mắc trên trong video này nhé. Việc con có hợp tác với ti giả hay không thì sẽ phụ thuộc nhiều vào việc là con có thích cái phần núm ti giả đó hay không. Giữa nhiều loại ti giả thì mình thấy ti của Avon rất là được ưa chuộng vì chất lượng này, giá thành tốt này và có nhiều thiết kế họa tiết xinh xắn để bố mẹ lựa chọn. Ti Avon Ultra E và Ultra Soft thì đều có phần núm ti giống nhau, đều là đầu dệt và có nhám giúp con dễ ngậm và làm quen với ti giả. Cả hai loại này thì đều chia ra hai size độ tuổi cho con từ 0 đến 6 tháng và 6 đến 18 tháng. Đầu ti của size 2 thì sẽ to và mềm hơn so với size 1. Ti giả Ultra Soft thì sẽ có vần vành cong hơn, bẻ gập được và có 6 lỗ thoát khí và thường phù hợp hơn cho những con da nhạy cảm. Còn Ultra E thì vành cứng, không có độ đàn hồi như Ultra Soft và có 4 lỗ thoát khí lớn giúp vùng da quanh miệng con cảm thấy thoải mái hơn. Nếu bố mẹ đang phân vân xem con yêu sẽ hợp tác với Ultra E hay là Ultra Soft hơn thì thực ra do phần núm ti của hai loại ti này giống hệt như nhau nên câu trả lời cho câu hỏi trên sẽ phụ thuộc vào sở thích của từng bé nha.